nó. Nhưng mà thôi một mình lăn lộn ngoài xã hội gặp mấy cái thằng cô hồn, đúng không? Anh nghĩ đúng không? Yeah. Nói chung em, ừ, đó rồi mấy cô hồn đó nó chỉ thỏa mãn được cái những cái gì nó muốn trên người người ta, đưa đẩy cuộc đời của nhỏ thành vậy. Cái nào cũng vậy, cái nào đúng cái nào sai, cái người sai phải là sai, còn cái người đáng thương thật là đáng thương. Rồi tự rồi nó dính vô những cái con đường mà chất cấm này kia nọ. Thì anh biết con gái mới có bao nhiêu tuổi đâu, lăn lộn một mình ngoài xã hội anh biết khổ cỡ nào, anh hiểu không? Đâu có ai để che chở chỉ dạy đâu. Rồi dính vô mấy cái thằng đó thì đầu óc nó cũng đâu còn bình thường cho mấy, đúng không? Rồi bây giờ thí dụ như em, ví dụ có hai cái ví dụ như có người nhập nó thì cũng như là của quyền thất tổ của nó, của nhà nó, hay thôi con cháu mình cũng khổ, kiếp này khổ quá cũng dẫn dắt nó vô con đường tu, đường Phật pháp để sao thoát khỏi cái nẻo luân hồi này, hiểu không? Người ta cũng mượn xác nó để mà tu cho trọn 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 đạo luôn. Nhiều khi là anh biết cái đời thời mặt pháp này mà ma quỷ lên rất là nhiều, mà ở trên xuống cũng rất là nhiều, ai cũng được quyền tu hết. Em ví dụ thứ nhất đó nha, thì cũng như là ấy, vô là xác nó đi, coi như mượn xác nó đi. Còn ví dụ thứ hai ví dụ thứ hai như nó đầu óc đi bình thường như người ta đâu, nó anh hiểu không? Nó khổ quá rồi. Thí dụ bây giờ nó có giả nó tập đi được nữa, nó đâu có kêu gọi ai đâu, nó chỉ có mưu sinh về cuộc sống nó qua ngày thôi mà. Một năm mấy nay tại sao không ai lại quay đi, thằng Trường ở người đó sao không lại quay đi, đúng không? Tại vì em kể ba em cũng mới mất em tìm hiểu về tâm linh lắm nên em theo dõi tâm linh lắm, thì vô tình thích cái kênh của thằng Cảnh Tê coi, thấy thằng đó cũng dễ thương, cũng tội nghiệp. Đúng rồi. Em ở xa chứ em hả, em thấy đứa nào tội nghiệp với tôi, mình cũng đâu có khá giả giàu có gì, nhưng mà mình có thể mình san sẻ cho người ta, hiểu không? Đó em mới thấy được Cảnh Tê, thì Cảnh Tê vô tình thấy con nhỏ này bán vé số ngoài đường, nó mới cứ thằng Hiệp Vlog á, với nó quay clip, quay được 3 clip. Clip thứ ba ở chùa thì nhà chùa kêu họ đừng có đăng xóa, nó đã xóa rồi. Thì nó quay xong thì tụi thằng Trường tụi nó mới nhào vô quay, nhào vô quay xong em biết, tại em khẳng định với phi tư ngân nói đúng hết rồi nha, nhưng mà cách em thấy em nhìn như vậy rồi sau này em hỏi phi tư ngân em khẳng định gì đó, nghe đúng rồi, ý của thằng Trường không phải, nó không có ý kiến gì trong đó. Em biết tụi thằng Trường, tụi thằng Phúc thằng Trường cho người lại cũng như quậy phá đó, làm náo loạn đó để cho người ta phản ánh, để đuổi con Ben đi, anh hiểu không? Đuổi con Ben đi thì chưa thì đang lúc chưa dọn nhà, thì tụi nó cũng muốn xác xác định cũng như là để thử cái tai, thử qua con mắt của bà cô Út. Ngày xưa là em biết nó có vợ có con lâu rồi, tại vì cái clip em cũng có theo dõi cái tâm linh bên nó mà. Cái bà cô Út là bà má nuôi nó chuộng bổn á, nó lên đi coi cho bà coi thử sao. Bà đó lên thì phải nói là nhỏ này hồ ly tinh xuống núi quậy phá, thì coi như là qua mắt được bà này rồi, hiểu không? Thì bắt đầu nó mới giải, nó giải có những em nói có dẫn chứng hết, lấy em sẽ gửi những cái đoạn video mà nó dẫn chứng từng chuyện, anh hiểu không? Xong rồi nó mới mới chỉ cách nhà này nói với Phúc và cũng như huấn luyện như này. Nhiều khi trên nó đăng clip lên cái nó hỏi ăn sao sao rồi nó cố ý cho nhà này trả bài đó, có dừng nhuyễn chưa đó, anh hiểu không? Đó là chính nó là náo loạn chỗ đó. Em hỏi Phi Tiên Ngân, Phi Tiên Ngân khẳng định đúng, nhưng mà thằng Trường ý của Trường chứ thằng Phi Tiên Ngân không có. Để em kể từ từ cho nghe tại sao Phi Tiên Ngân xuất hiện, tại sao Phi Tiên Ngân lật mặt nó, tại sao sư cô thế này thế nọ, rồi em kể thôi nha. Xong mà cái nó mới náo loạn đó, cho con quen bị đuổi đi thì cũng do chính nó hại, rồi cũng do chính nó giả bộ ra tay nghĩa hiệp mướn nhà cho quen. Con quen thực sự nó nằm trong cái kế hoạch của tụi nó, con quen tưởng là nó tốt, rồi nó đổ thừa là tại vì người ta lại tại phát hiện quay cho nên mà làm xáo trộn cuộc sống của Ben. Thì Cảnh Tê nó mới thấy vậy, nó cũng nghe nói vậy nó cũng ngại cái lòng đi, nó thì nó nghĩ là nhỏ đã bị nhập, tại nó hay đi tìm những cái vong, những cái người mà bị nhập 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 cái nọ, bị yếm, bị thư ngải thì cái nọ đó là nó đăng lên để nhờ những cái thầy thầy pháp nào mà hay giỏi có duyên thì lại giúp đỡ cho người ta, giúp nhiều lắm rồi, nó giúp nhiều người lắm rồi đó. Thì đầu Thì tiên tụi cái clip Cảnh Tê quay anh cũng thấy, tại em vì thì em theo dõi nó kỹ bán lắm. cũng gần gần chỗ tới nhà anh. Ừ, thì đó thì Cảnh Tê nghĩ là vong nhập, thì thằng Trường nó mới thấy vậy, bắt đầu mới hốt tay trên của thằng Cảnh Tê cũng như đưa chỗ khác để cho Cảnh Tê không liên lạc được, sợ nếu mà Cảnh Tê thấy nếu mà vong nhập thì sẽ cho người lại trị bệnh sao,
nhưng lại trị bệnh trong bé làm sao. Thì đã thấy con nhỏ này vậy, đầu tụi nó mới lên kế hoạch hốt con bé đi chỗ khác ở, qua chỗ khác mà nó không, nó cũng muốn là đập quyền của nó chỉ để nó quay thôi. Nó đưa lên cô Úc của nó, cũng chính nó hại bà cô Úc ở chùa Ông Bổn, cũng chính những người đó là nó ven có người nhập, có người căng vô, nếu mà không có là cũng do nó hại. Giờ em kể nghe xong cái nó cố tình nó không để, nó cố tình nó không cho cảnh tê tiếp cận đựng ven mà đưa chỗ khác. Cái tụi Phi Ân lúc đó cũng có đó, nhưng mà biết cái ý đồ thằng này cũng như là muốn làm quy, sẽ làm quy với tụi, cũng là có cái quy với tụi này phải không, cũng như là cái dạng cũng ích kỷ vậy rồi. Thì Phi Tiên Ân được tụi nó mới rình hỏi không chịu nói, thì tụi nó mới rình thấy chiếc xe chở lúc dọn nhà cho Ren đó, nó mới hỏi cái địa chỉ đó. Thì ra cuối cùng cái người chở đó cũng là bên tụi thằng Phúc Rambo gì đó, thằng Phúc gì đó, Phúc đó. Có cái thấy bằng Phúc. Em nói nghe thì cái chuyện này cũng do thằng Asin, thằng Phúc tụi nó cũng là hợp tác với nhau hết rồi, dàn cảnh hết rồi. Đó, tại em cũng khẳng định qua cái người trong cuộc, em kể lại, em kể cho nghe, Phi Tiên mới theo dõi được. Thì nó đưa con Ben qua bên đó, con Ben cứ nghĩ là nó tốt, nó giúp đỡ con Ben, anh hiểu không? Xong rồi lúc đó thì tình cờ đưa lên chuồng bổn đăng lên á, thì tụi thằng Thạnh như tâm vô dạng phát vậy đó. Mấy người đó với mấy người ở trong mà cái cửa hành căn thầy bà đó, sân thầy bà không đó, mới thấy cái bà này chửi như vậy thì mấy người cứ hành qua rồi, mấy người mới tức rồi. Bà Út của lúc đó bị tấn công biết bao nhiêu, cộng đồng mạng tấn công biết bao nhiêu, cũng do thằng Trường đó. Xong rồi cái tụi nó cố tình ha, cái thằng Phi Tiên Ân thấy được, bắt đầu là đêm đó hốt con Ben đi, để tại vì hẹn của tụi, hẹn với tụi Tâm Dư Dân Phát rồi. Nói chung thì thằng Thành này thì thấy nó cũng không có giống như mấy cái người đó, cũng như nó nghĩ là như vậy, nó nghĩ thiệt như vậy, thì nó mới hòa đồng vô chung. Đêm đó bắt Ben đi, thằng Trường nó không biết đi, tụi Minh Thiện tụi đó nhóm Phi Tiên Ân đưa đi chỗ khác, đưa đi về chùa Núi Cấm, về chùa Núi Cấm. Thằng Trường xám sao lại không thấy Ben, bắt đầu đăng clip lên, ai đã đưa Ben đi đâu mất khi nào rồi. Thì bắt đầu nó liên lạc được, cuối cùng liên lạc được với tụi nó thì đã đang trên Núi Cấm. Nó chạy ảo vậy luôn, nó sáp tùng luôn. Xong cái tụi nó hôm nay đi chỗ này, hôm nay đi chỗ kia, chỗ nọ, tụi nó đăng lên. Cái bữa đó cái nó đăng, nó hôm nay con Phen sợ đây 2 ngày để nói về đạo pháp, Phật pháp gì đó. Thì đăng lên thì tình cờ cảnh tê nó mới thấy được, nó nói trời, bữa giờ tìm cũng có Mạnh Thường Quân giúp đỡ, để nó lên chợ, nó gặp sẵn gặp Phen, nó đưa tiền cho Phen luôn. Nhỏ từ xa xôi chạy lên tuốt trên đó mấy tiếng đồng hồ, cái màn cảnh tê nó cũng thật tình đi, nó mới đăng lên, nó mới đăng cái đăng lên clip á, nó nói là nó sẽ hôm nay nó sẽ lên tiệm Ven để gặp Ven, biết không? Nó cũng ngại gì cái chuyện nghe đồn nói là tại nó phát hiện đưa lên mà xáo trộn cuộc sống của con Ven, anh hiểu không? Nói không, nó mới lên trên đó thì mấy cái tù quỷ đó mới thấy cái bài đăng của trường của cảnh tê, tụi nó âm thầm đưa con Ven đi chỗ khác. Cảnh tê có biết đâu, lên tới nơi không thấy một bóng người, trời ơi, nó tức, nó bức xúc biết bao nhiêu. Thì em cũng khuyên cảnh tê, thôi em ơi kệ đi, cái tụi quỷ này nó mất dạy rồi. Mà lúc mà tụi Thành á, Tâm Vô Dạng Phát đưa đi á, thì em có bình luận vô, em bình luận thẳng lắm, cái thằng nói là nói thẳng, đã người ta muốn đầu trần chân đất người ta đi khổ hạnh, mà mấy người làm cái kiểu này khổ hạnh con mẹ gì nữa, cái này đưa người ta vô cái tà đạo luôn rồi. Người ta sẽ chuyển cái hướng tâm hướng đi chỗ khác, cũng như là đi khổ hạnh mà sung sướng, cứ này ai mà khổ hạnh mẹ gì nữa, đúng không anh nghĩ, đúng không? Em bình luận trong đó thì cảnh đúng lúc đó cảnh tê lên trên đó không thấy, cảnh tê mới đăng lên đó, có một số người đang lợi dụng con Ben, hiểu không? Thì cái thằng này chắc cũng có lòng tự ái, nó cũng không phải dạng mấy đứa kia. Thì vừa thấy cái đó, vừa đọc tin nhắn được của em, tin bình luận của em, nó mới ngừng lại, thật sự nó ngừng lại liền nha, nó không nhúng tay nêu nữa. Anh biết cái câu khổ hạnh, người ta muốn khổ hạnh đầu trần trên đất để cho người ta cực khổ, người ta mới đến con đường tu được. Tự nhiên cứ đưa rước đâu đó xe hơi che lọng che dù tùm lum, sắm sửa làm ăn cái gì kỳ vậy. Em nói tại sao biết vô con đường tu, tại sao không hiểu cái câu này là khổ hạnh là cái gì sao? Đó là thằng Thành nó mới dừng lại liền, bắt đầu ha, cảnh tay lên trên bức xúc quá đi, nó thôi cảnh tay nó hay thôi kệ em ơi, cái từ quỷ này nó mất dạy. Em nhiều đất sống mà, với lại em đã có chuyên như mấy cái này, cái từ quỷ nó làm vậy thôi kệ đi em, nếu có duyên sau này cũng gặp thân duyên Ven thôi. Nó tại em ngại cái chuyện mà gặp gỡ với cảnh tê, cũng gặp như lại quen Ven để cho Ven xáo trộn người đuổi đi vậy đó, nhưng mà đâu biết là trong tụi quần thằng Trường làm hết. Tại em có hỏi, tại em có hỏi thằng
Thì Tiên Ân, Tiên Ân khẳng định với em là có mà, là do ý thằng Trường hết, thằng sẽ Tiên Ân không có ý kiến gì trong đó hết mà. Rồi em kể anh nghe. Xong rồi điền thời gian xây thì cái vụ mà nó ăn tiện 50 triệu tiền Mạnh Thường Quân cho đó, thì nó ăn giọng của ông Ben hết đó, được 20 mấy triệu đó. Nhưng mà cũng nó muốn rút em ra để sau này sợ bể nó ăn tiền trong đó. Cái nhưng mà trước khi nó rút lui á, thì nó đưa con Ben về bên nhà ngoại nó để lên clip xây quay mẹ ngoại nó đang xây nhà không có tiền giờ để dở dang vậy, chủ yếu là thấy Mạnh Thường Quân đang để ý cũng tình thương giúp con Ben quá, nó muốn lợi dụng con Ben để lo Mạnh Thường Quân giờ qua nó để giúp nó, anh hiểu không, là nó muốn chấm dứt bên đó, là nó ăn số tiền rồi. Thì lúc đó chỉ còn có Phi Tinh Ân là hay sát trùng với bên thôi. Thì nó dừng ngưng với bên bên đó, nó tuyên bố, cái clip nó tuyên bố mà nó sẽ ngừng con Ben, không có quay về nữa, không dính líu Ben nữa, nó sẽ giúp đỡ cảnh cảnh khác, hiểu không? Nhưng mà nó cố ý là nó đưa Phi Tinh Ân cũng biết mà, nó tại sao chị suy nghĩ với mày nghe, tao nói mày nghe, chị nhìn là chị biết con người nó muốn cái gì rồi, cho nên anh biết không? Thì nó dừng ngưng với Ben nó này, thì nó liên hệ với Quyền Linh, sư cô Quyền Linh hợp tác với nó. Sư cô xóa hết clip rồi, nhưng mà những cái clip em coi qua hết rồi. Khi mà em chú ý một cái chuyện gì, trời kỹ không sót một ly nào hết. Chuyện Nguyễn Phương Hằng nằm trong đầu óc em hết luôn. Em biết trước ngày hôm nay Phương Hằng vậy luôn. Em sẽ kể nghe sao. Cái kêu Quyền Linh hợp tác với nó đi kêu gọi. Chính miệng Quyền Linh nói ra mà. Chính miệng Quyền Linh nói mà, quay clip nói mà. Đó. Mới là hợp tác để kêu gọi tiền từ thiện. Thì buông con Ben ra thì hai người hợp tác sao chắc thất bại, sao không ăn không ngon, làm ăn riêng không ngon rồi đó, nó mới tìm để mà sáp nhập lại với con Ben, anh hiểu không? Nó chờ thôi cơ hội. Thì trong lúc đó thì thằng Nhàn Bùi nó lãnh trách nhiệm của Mạnh Thường Quân cho nó, tại em cũng là một trong những Mạnh Thường Quân mà em nói cái nó nhận trách nhiệm là nó làm điện này kia nọ cho nhà Ben, mà biết không, tiền nó gom trong người xong nó chạy mất mẹ nó luôn, không thấy bóng dáng nó hết. Thì Phi Tiên Ân là người kêu gọi sao, kêu gọi sao đi, thì Phi Tiên Ân nó sốt sắng nó làm việc liền. Thì làm việc liền tất nhiên nhàn bùi bể ra rồi, ôm đâu ôm tiền trong người được nữa. Nhưng Trường giống nhau, hai thằng y chang ôm tiền, muốn ôm 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 gọn tiền của người ta cho trong ven vậy đó. Thì mới ra kiếm chuyện với thằng Phi Tiên Ân, hiểu không? Mới kiếm chuyện Phi Tiên Ân, em mới bình luận cho nó, tụi bay mắc cười quá. Tụi bay nhận trách nhiệm tại sao tụi bay không làm, tụi bay chui vô đâu được, có người làm được thì phải kiếm chuyện cái gì đó. Thì xong cái thằng Trường mới lấy cái cớ đó, lấy cái cớ đó nhảy vô nó, thằng Nhàn Bùi kêu Trường đứng ra giải quyết. Thì cái thời cơ nó tới rồi, khi nó nhảy vô lần thứ hai là biết là nó có sẵn cái mục tiêu của nó rồi. Bắt đầu cái nó biết con Ven nè, hồi ngày xưa cũng chơi đá đồ qua mà, đúng không? Thì nó mới sáp vô, nó xử lý giùm Ven. Cái bài đặt quay qua clip là cái chuyện mượn tiền đó em biết rồi, nó chuyện mượn tiền em biết rồi. Quay clip đó, nó kêu Ven công nhận là con Ven là đã chuyển chị tiền cho con Ven rồi. Ủa tại sao hôm bữa giờ mày không chuyển, hôm nay mày lên clip mày nói mày chuyển, đúng không? Tiền của người ta tại sao mày tụi bay mất ăn giọng hết trơn. Cuối cùng em nói cuối cùng con Ven rất là đáng thương, cái tuổi đó mày là tuổi mất dạy, cái tuổi đó mày đáng trừng trị, mà bản thân nó có vợ có con rồi nữa. À, anh hiểu không? Em biết nó có vợ con rất trước lâu rồi. Xong cái hai thằng Nhàn Bùi với hàng Trường mới tất thằng Phi Tiên Ân đi, mới tính là đặt Phi Tiên Ân ra lề, không cho cái vô cái chuyện này nữa. Hai thằng đó mới bắt con Ven phải đi Campuchia, không đi Campuchia thì sẽ không xây nhà, anh hiểu không? Bắt đưa con Campuchia, bắt con Ven phải làm từ thiện kia nọ, giống như qua bển như là giao bán, cũng như là cũng như giá, cũng như cho người ta đây là ở trên căn khi nọ, chính tụi nó đưa con Ven lên như vậy tới cộng đồng mạng, tất cả là tụi nó. Con Ven nó nghèo mà, nó nghèo bao nhiêu lâu rồi, bây giờ con người ta nghèo, người ta có chút xíu người ta cũng mừng lên chứ. Giờ tụi nó ham he không đi, tụi nó không xây nhà, không có xây nhà cửa gì hết á, thì con Ven bắt buộc phải đi. Thì qua bển nó đi xây cái hình ảnh cho tụi nó đi từ thiện, nhưng mà đã có hẹn trước mình nó hết rồi, anh hiểu không? Cho nên bây giờ hiện tại là tại sao có những người Campuchia lên tiếng nè, lên tiếng phản đối cái chuyện mà nói chuyện Ven. Thực sự từ đầu em vẫn thương con Ven, rất con Ven tội nghiệp là nó xây dựng hình ảnh của tụi nó bên Campuchia rồi, nhưng mà tiền nó phải tiền của nó,
lúc đó em còn tính quyên góp tiền từ thiện bên đó, nhưng mà Thiên Nương nói chỗ thôi chị ơi, chị Mai gì đưa thẳng ấy, em không có chị em gửi gì đâu nữa. Ok, nhưng mà chị thấy nó kỳ lắm nha, chị thấy hình như là nó muốn tách ly hai thằng, tách ly không cho em quay ven được, không cho em gần ven được nữa đó, không cho em quay được clip ven đó. Thì qua tới đó mà nó lấy cái chất cho ven uống rượu uống bia xong lấy chất cái chất ra cho con ven xài, thì con ven làm sao mà kiềm chế được bản thân mình, không biết con mẹ gì nữa, mờ mờ ảo ảo biết cái gì. Thì đó nó thỏa mãn dục tính ta luôn, là nó tính gọn là bây giờ danh phận thì tất nhiên nó khi làm nó sẽ kể ở nó tốt nên được cái nọ, con ven cứ nghĩ là nó tốt với ven, chứ thực sự tao không biết là chính nó dài bẫy như thế nào với ven đâu. Nó hốt con ta luôn, bây giờ mày tao là bạn trai mày, tao có quyền hết, là em biết em chỉ thấy nó muốn đặc quyền, nó không cho đứa nào quay con ven này đó. Em giải thích cho con chồng Thi Tiên Ngân hiểu rõ. Thì Thi Tiên Ngân đêm đó thì sư cô xuất hiện, khi mà chưa về Campuchia chưa về thì nó đã hẹn với khách của nó ở ngoài Vũng Tàu, nó tự hẹn nha, nó hẹn trước luôn, tại nó nắm chắc cái kế hoạch của nó rồi, nó hẹn trước đi Vũng Tàu là kế hoạch của nó chứ không phải sư cô. Nhưng mà sư cô cũng không nhớ, ai cũng muốn ăn, ai cũng muốn lấy con về làm riêng của mình hết để lừa gạt người ta, anh hiểu không? Xong nó hẹn ngoại thì con Ben bị nó thỏa mãn cái chuyện đó, con Ben nó sợ quá đi, giờ thôi đi nữa nó sợ đi, nó mới điện thoại cầu cứu Huyền Linh, cho Huyền Linh xuống. Anh hiểu không? Thật ra là tụi nó đã biết hết nhau rồi. Thì Huyền Linh xuống thấy cái thái độ mà thân thiết tháo đồ nghe chuyện đó, em nói chị Huyền Linh, nếu mà thật sự vậy em không để cho người ta tùy tiện gần ven, tùy tiện đụng như đồ ven, cái đó là không có được. Em giải thích cho thằng Thi Tiên Ngân hiểu từng cái từng cái. Xong mà cái bình luận em nói thẳng lắm, em nói rất là, em không có chữa bậy đâu, em chỉ nói với đầu óc thôi, nếu mà con người có ăn học thì đau nhất lắm. Xong cái qua ngày sau chạy xuống là cái ngày đó là con ven nó về mà, Campuchia về mà, thì đã điện sư cô xuống để cầu cứu đó. Thì cái bà này, bà Quyền Linh nó chạy xuống ồn vô chợ sư cô mà có vệ sĩ nữa hả, gì kỳ vậy. Mà em hỏi anh à, thằng Trường đứng đó tại sao nó không lên tiếng, cấm không cho ai quay nữa, ủa tại sao thằng Trường đó đứng đó không lên tiếng, là tất cả những người chứ không biết thằng Trường phải lên tiếng đúng không? Không lên tiếng mà một lát sau vô trong nhà quay được, chỉ có thằng Trường vô quay được thôi, không người khác nào phải hết, để từng chút tới một. Ê, nó kỳ đó, cũng đầu suy nghĩ thằng này kỳ đó, nó cứ như ngộ vậy, thằng Trường có đó mà tại sao, ủa tại sao nó được vô mà tại sao mà từ từ không cho em đâu có biết. Vì nó rõ ràng nó bắn ra rồi, tại cái vụ tiền bạc này để ra nó không ôm được trong người nữa nè, nó ôm tiền bữa giờ nè, cho nên nó bắn ra về rồi. Thì trước khi tụi nó đi Vũng Tàu hàng, thì em cũng nói chuyện, chị coi em hỏi chị, tiền Mạnh Thường Quân nó cũng mượn, cũng lấy, nó phải là con người nữa. Rồi bây giờ người ta bị bệnh, người ta không khỏe, mình sẽ bắt hoài đi Campuchia chi về rồi đi về phải đi Vũng Tàu nữa, em hỏi chị á. Kỳ cục không? Mà trong khi ở đây khởi công làm đường này kia nọ, phải có đen ở đó chứ, để cho Mạnh Thường Quân người thấy, đúng không? Mà nó cứ lôi đi hoài. Em mới nói là nó muốn bắn này ra rồi, ra chỗ khác rồi, nó muốn đặc quyền con Ben rồi. Đó, thì Thi Tiên Ngân nó cũng nhận ra điều đó đi. Thì đó đã thành Vũng Tàu, ủa tại sao nó live stream, nó quay trực tiếp, nó ủa Thi Tiên Ngân, thằng Trường nó đi chung. Dạ đúng rồi chị. Nó tất kỳ vậy, tại sao em nói là Quyền lên bắt Ben đi mà, sao thằng Trường lại đi chung. Thì vô tình đêm đó ở ngoài Vũng Tàu đi, thì bắt buộc cũng như là nó đã bắt Ben đi mấy ngày nay rồi, mà giờ nó lên tiếng kêu Ben đi nữa thì nó sẽ bị người ta nói, nó bắt sư cô phải lên tiếng là sư cô bắt đi, chứ thật sự là kế hoạch của nó hết rồi. Chính miệng sư cô cũng kể luôn mà, nhưng mà sư cô đã xóa hết tiếng rồi. Xong cái đi ra Vũng Tàu, đi Vũng Tàu ra ngoài thì hai bên tranh giành chuyện, tranh giành Ben hai bên với nhau. Thì bể ra sư cô bãi với tay của thằng Trường, bắt đầu hai người là cũng có mâu thuẫn cho thằng Trường, nói là bà sư cô này bê đê, bà này thì nói thằng Trường là cái này cái nọ. Rồi xong mới cũng thâu âm được, nó chuyển thẳng gì cho thằng Phi Tiên Ngân. Thì lúc thằng Phi Tiên Ngân là em đã giải thích cho Phi Tiên Ngân hiểu là chuyện của nó muốn đặt Phi Tiên Ngân ra ngoài rồi. Phi Tiên Ngân nó cũng nhận ra cái điều đó rồi, sẵn với sư cô muốn mượn tay Phi Tiên Ngân để mà mượn gió bẻ măng đó mà, để cho đấu thằng Trường. Đúng lúc thằng Phi Tiên Ngân thâu được cái giam đó thì nó kỳ vậy, thì nó điện cho thằng Trường, chính miệng cho nó thú nhận luôn. Tại thằng Trường biết thế nào sư cô Quyền Linh cũng chơi nó rồi. Đó bắt đầu là đó, xong nó
bây giờ cho cộng đồng đồng mạng biết mẹ cho hết luôn đi. Trời, chính em còn bị sốc mà, trời trời trời, đang giảng, đang đang giáo huấn chúng sanh, đang đang đem Phật pháp ra giảng cho người ta nghe, mà bây giờ làm như vậy làm sao mà được? Thật sự không chấp nhận được chuyện đó. Nhưng mà biết trước không phải do con đen, mà do thằng trường nó âm mưu với con đen như vậy, muốn tóm gọn con đen trong lòng bàn tay của nó. Ai cũng đang nghĩ đi, biết là nó có vợ có con rồi đâu, trai tơ trai con mẹ gì nữa, mẹ là nó có vợ có con mà trai tơ gì, ủng hộ cái kiểu ủng hộ một chấp mê bất ngộ là như vậy, anh hiểu không? Nhưng mà khi nó quay lại lần thứ hai thì nó đã cấu kết rất là nhiều người rồi, phía sau lưng nó rồi, cái dạng lên thầy bà này kia nọ đó.